Rồi, xin chào tất cả anh em ha. Chào anh em buổi tối, buổi trưa anh em. Buổi trưa ngày 18 tháng 9 ha. Rồi buổi trưa thì em lên cho anh em phụ tùng anh em. Phụ tùng máy cắt cỏ đủ thứ các loại luôn. Phụ tùng máy cắt cỏ anh em. Đây nắp xăng thì bên em có là loại của nắp xăng là Magu anh em. Magu lớn, Magu nhỏ rồi của hàng Mitsu 130 40. Rồi Shindewa, Kawasaki, rồi Austin nữa nghe anh em. Thì nắp xăng thì bên em là bán cho anh em là 10 ngàn một cái ha. 10 ngàn một cái thì kèm theo là miếng gon luôn anh em, nó có gon sẵn luôn ha. Đây là một cái nắp xăng thì nó sẽ có luôn cái gon xăng trong nắp luôn anh em. Rồi nguyên nguyên bộ như vậy là 10 ngàn một cái. Vừa nắp vừa gon luôn là 10 ngàn cái. Cái này là của thằng Magu anh em, Magu nắp Magu lớn nè. Magu lớn, Magu nhỏ rồi Shindewa. Đây cái nắp này là nắp của thằng Shindewa anh em. Xin đi qua ha, là nó có luôn cá gon luôn anh em, có gon luôn. Xin đi qua thì 10 ngàn nắp. Kawasaki 10 ngàn nắp anh em, nắp xăng. Còn bugi thì là 15 ngàn anh em, bugi loại 5.5, 5 người gửi đó, là máy xăng đó, 5 15 ngàn. Bugi 4 thì loại giá rẻ cũng có luôn anh em, 15 ngàn. Bugi 2 thì giá rẻ, 4 thì giá rẻ là 15 ngàn một cái anh em. Bên em thì có nó có loại là của thằng để tem mát là Honda nè, với lại là NGK anh em. Thì nó là 15 ngàn cái. Đây bugi 2 thì 15 ngàn cái anh em, giá rẻ ha. Còn bugi 2 thì mà loại tốt, loại xịn thì nó là 35 ngàn một cái. Đây cái loại tốt, loại xịn thì cái vỏ hộp nó lại khác nữa nha anh em. Vỏ hộp nó khác ha. Đây tem mát nó có để chữ này nghe em, chữ này chữ nhỏ nhỏ này ha. Còn bên bên phần của thằng bugi giá rẻ thì nó không có chữ này. Với lại thêm nữa thì là cái bugi loại tốt đó thì là nó trên này nó có đóng là da băng nghe em. Đây dưới này nè, dưới chân bugi là nó có đóng da băng ha, BM6A, BM63, chứ dưới chân này nó có đóng chữ da băng nha anh em. Cái bên em thì bán có bán là hai loại ha, một loại tốt và một loại thường. Thì NGK loại tốt là nó đóng nè, NGK rồi da băng luôn. Là loại này là loại tốt anh em, 35 ngàn cái ha. Còn loại thường thì nó là 15 ngàn. Đây là chó chó 330 anh em. Chó 330 loại này 12 ngàn một cái ha. 12 ngàn. Chó 260 thì 10 ngàn anh em, chó 260 10 ngàn. Rồi da bơm bộ thì 10 ngàn một bộ. Lò xo bố 4 thì anh em, lò xo bố 4 thì rồi lò xo bố 2 thì có luôn ha. Lò xo này giá nhiêu quên rồi ta. Lò xo là 3 ngàn cái anh em, 4 thì là nó 4 ngàn ha. Còn vú lớn nè, vú lớn thì 3 ngàn, vú nhỏ thì 2 ngàn. Thớt bình xăng con là 30 ngàn. Còn đây là cái lượt xăng anh em, lượt xăng thì 6 ngàn cục ha. Tay ga bình xịt 7 ngàn. Rồi đây em có gon anh em. Gon này là gon bình xăng con ha. Gon này thì là một bịch, một cục như vậy là nó 80 ngàn anh em, 800 đồng miếng ha. Một cục gì là nó 100 miếng. Dây thiều 260 9 ngàn một sợi anh em. Dây thiều ha, 260. IC 260 55 ngàn. IC một càng đó nha anh em, một càng một chân ha. Rồi 55 ngàn. Dây thiều thì 9 ngàn. Còn bố này là loại bố 260 loại tốt anh em, 30 32 ngàn một cái ha. Còn đây là loại bố 260 loại thường thì là 20 ngàn. Dao 3 tấc rưỡi dày 2 ly thì 30 ngàn anh em. Dao tròn hợp kim thì 45 ngàn. Dao 3 tấc rưỡi dày 1 ly rưỡi 25 ngàn một lưỡi. Còn dao 3 tấc, dao 3 tấc thì nó là 20 ngàn anh em. Đây dao 3 tấc nó còn nằm trong bao nè, em chưa có gỡ ra luôn. 20 ngàn. Da bơm lẻ thì là 7 ngàn một miếng anh em, da bơm lẻ ha. Còn ở đây thì có là con tắc anh em. Con tắc thì nó là 7 ngàn cái luôn. Vú gời là 10 ngàn anh em. Đây vú gời là 10 ngàn.
Ốc gan ngược có thì đồng giá cho anh em là 3.000 một con anh em. 7 ly, 8 ly, 10 ly, 3.000 một con ốc gan ngược. Còn đây là phím anh em. Phím nhôm anh em, phím nhôm thì có dấu sắt dấu quyền á, 25.000 miếng anh em. Dấu sắt dấu quyền 25.000 một miếng. Rồi dây ga thì có là dây ga hai ốc và dây ga trơn anh em. Dây ga hai ốc thì là 7.000, còn dây ga trơn thì là 5.000 ha. Rồi bên em có là đầu bò anh em, đầu bò này là loại đầu bò 28 chín khía 100.000. Đầu bò 25 bảy khía anh em. 25 bảy khía là 100.000 luôn ha. Đây 25 bảy khía. Rồi 25 10 là 100.000. 24 10 100.000 luôn. 24 7 luôn anh em, 24 7 100.000. 24 13 100.000. 26 9 là 90.000 anh em, 26 9 là 90.000 ha. Rồi 26 7 là 90.000. Còn đây là 24 vuông anh em, 24 vuông là 100.000 ha. Đây là bố 330 anh em. Bố 330, bố loại này là loại xịn, loại tốt ha, 37.000 một bộ anh em. 37.000 bộ. Còn đây thì em có là cho anh em là tay lái với tay lái mỏ vịt nha anh em. Đây tay lái mỏ vịt. Tay lái mỏ vịt đó thì là nó có nguyên bộ là nó 80.000 một bộ anh em. Là có tay phải, tay trái và cầm luôn ha, là 80.000 một bộ tay lái mỏ vịt. Rồi chắn cỏ anh em. Đây chắn cỏ thì bên em có loại chắn cỏ to, chắn cỏ nhỏ ha. Chắn cỏ to này thì là 16.000, còn chắn cỏ nhỏ thì là 10.000 anh em. Dây đeo bình xịt đó thì một cặp là 25.000, còn dây đeo cắt cỏ thì là một sợi của nó là 13.000 anh em, một sợi là 13.000. Tay ga bóp nhựa, đây loại này 10.000 anh em, tay ga bóp nhựa 10.000. Tiếp mở bugi. Rồi tiếp mở bugi thì còn lại mấy cái nữa đây, hết rồi. Rồi tiếp mở bugi thì 9.000 một cái anh em, 9.000 một cái ha. Rồi đây mặt giật thì đây em có là mặt giật bốn ốc hai chấu 20.000, mặt giật ba ốc, mặt giật ba ốc là 20.000 anh em. Còn đây là mặt giật của thằng 430 anh em, 430 ha, có trợ lực lớn luôn. Rồi mặt giật này 40.000. Còn đây là ga cái bát cước anh em, bát cước nhôm ha. Đây loại này bát cước nhôm, loại này 30.000 cái nha anh em, bát cước nhôm 30.000 cái. Rồi đây thì bên em có nhớt nha anh em, nhớt này là nhớt hai thì ha. Nhớt hai thì anh em nào chốt 5 chai 10 chai thì giá nó là 65.000 một chai nha anh em. Giá 65.000 một chai. Còn anh em nào chốt nguyên thùng, chốt nguyên thùng thì là 1.460.000 anh em. Em bớt cho anh em 100.000 ha. Thì một thùng của nó là 24 chai anh em, một thùng là 24 chai thì 65.000 một chai thì anh em nhân cho 24. 65.000 một chai nhân cho 24 thì triệu gửi 60, em giảm cho anh em 100.000 thì còn lại 1.460.000 anh em. Là nhớt ha. Anh em nào chốt nguyên thùng thì em sẽ giảm cho anh em 100.000 trên một thùng. Còn anh em nào chốt 5 chai 10 chai thì giá của nó là 65.000 chai anh em. Rồi anh em nào chốt đơn phụ tùng thì lên to nha anh em. Lên to rồi anh em chụp hình gửi qua Zalo của em ha. Rồi Zalo của em là 0946 626585 nha anh em. Em là Chí Công ở Cờ Đỏ Cần Thơ ha. Rồi xin chào tất cả anh em.